À, các bạn ơi, đây là Blossom Lane, Blossom Lane. Đây là nơi mà có sunflower ở đây. Các bạn coi nè, sunflower rất đẹp. Đây, nó có cái path kìa. Đây, con gái của tôi và vợ tôi kìa. Cao hơn tôi luôn nè. See? That's taller than me. Then let's go inside. Ông nó sợ mình chứ mình đâu sợ cái ông làm gì con. Mom, though I am afraid of bees, but I know that they're not gonna bite me. You didn't know why I am afraid of getting lost in there. No, there's no way lost. It's only one way and out. If you're lost and we're lost, how can that be? Người quá trời người mà lost gì con. Let's go. Let's go find. Yeah, so I'm lost được. Không thể làm lost được đó. There's only one path, see? Oh, okay. Okay, mình vô vườn sunflower, vườn hoa hướng dương. Hoa hướng dương này cao khoảng 6 feet. Chúng tôi rất là người thấp. Đứng đây cho nó cao hơn anh luôn. Trời ơi, anh lùng hơn cái hoa nữa kìa. That's weird. See? How can we get lost, but I don't know. Nó có chỗ mình cứ thể chụp được các bạn. Bella, you like it, Bella? Bella, you want? You like it? Yeah. See, you cannot get lost in here. In and out, in and out. It's kind of funny how we did it all so peaceful. Đây là đứng sát vào cái hoa này đó chụp được không? Ở chỗ này chụp hình kìa đó không? Nó làm cho mình vô một chỗ đó để chụp hình. Let's go Bella. Mẹ ba đứng đây mẹ chụp cho ba. Đây hả? Đây nè. Chụp ngược lại được không? Bella nó đi đâu mình đi đó. Nhưng mà mình đi hướng này thì mình mới chụp được mấy cây bông. Hoa tất cả nó rạp về một hướng này hết rồi. Ủa hoa hướng dương mà mặt trời nó đang lên hướng này sao nó không chịu hướng này ta? Buổi chiều. Chiều hả? Hiện tại giờ là buổi chiều, hướng này là buổi sáng nè. Một đoàn, một liên đoàn đi. Chung, sao mà không đi thẳng xuống đây hả? Nên đi theo họ làm gì? Trong đây nó có cái gì cho mình trèo lên mình chụp nè. Đó. Đem lên cái xe này nó chụp được nè. Đứng đó đi mẹ, mẹ chụp cho.